Ban tổ chức cuộc thi tin học văn phòng thế giới năm nay đã công bố kết quả của 6 hạng mục thi đấu. Đội Việt Nam thắng lớn khi giành được 4 giải. Đội Việt Nam có 4 trong số 6 thành viên tham dự đạt giải, với 2 giải vàng, 1 giải bạc và 1 giải đồng. Khác với nhiều cuộc thi khác, tại cuộc thi du lịch tin học văn phòng thế giới, mỗi hạng mục Word, Excel, PowerPoint chỉ có một bộ huy chương vàng, bạc, đồng duy nhất. Vì vậy, sự cạnh tranh giữa các thí sinh rất gay gắt. Với thành tích này, Việt Nam là đoàn giành được nhiều huy chương chung cuộc nhất trong các quốc gia dự thi năm nay. Đề thi năm nay lần đầu tiên thiết kế thêm bài thi xử lý tình huống. Kết quả của đoàn Việt Nam bước đầu là sự đền đáp xứng đáng cho những nỗ lực thúc đẩy tin học văn phòng theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam những năm gần đây.